dùng sung điện đánh bắt thủy sản là hành vi phạm pháp. Mới đây, Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ hàng chục ghe cào đánh bắt thủy sản bằng sung điện trên sông Hậu. Tuy nhiên, đó chỉ là số ít trong số hàng trăm, hàng ngàn phương tiện đang tận diệt thủy sản trên sông Hậu mỗi đêm. Chuyến tuần tra đêm của lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ. Rồi, anh tóc máy lại cái chơi ơi. Cái đâu đi, cào đây. Phương tiện này đánh bắt cá bằng sung điện. Minh chứng là đây. Đầu của đoạn dây điện này gắn với miệng te, còn đầu kia gắn với một motor công suất lớn. Khi hoạt động, motor sẽ phát ra dòng điện cực mạnh, giết chết các loài tôm cá. Bây giờ anh nói là làm cái này là vi phạm luật rồi nha. Nghị định của 103 của chính phủ là cấm sử dụng, cấm sung điện để đánh bắt thủy sản trên sông. Còn đây là một chiếc ghe cào. Thấy lực lượng công an từ xa, chủ phương tiện định rút lưới bỏ đi. Nguyên nhân là đây, sợi dây điện nối liền với miệng cào đã nối lên tất cả. Truyền máy trực tiếp cho máy phát điện để mà đánh bắt thủy sản. Cái này là phạt từ máy công suất 20 CV là phạt tới 7 triệu. Theo Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an thành phố Cần Thơ, hiện tình trạng đánh bắt thủy sản bằng sung điện khá rầm rộ trên sông Hậu. Kết quả là nguồn tôm cá tự nhiên ngày càng ít dần. Dù vậy, mỗi đợt tuần tra, lực lượng công an cũng chỉ bắt được vài phương tiện. Bây giờ cái thông tin dùng cái điện thoại di động đó thì cho nên là ga thì bắt được một chiếc hai chiếc thì họ sẽ thông tin với nhau là coi như là họ vô hết, cho nên là bắt cũng rất là khó khăn. Lại một chiếc xuồng dùng duyệt điện đánh bắt cá. Đây cũng là chiếc motor thứ 10 được lực lượng chức năng thu giữ trong đợt tuần tra này. Đó chỉ là bề nổi, đâu đó trên sông Hậu, những chiếc ghe cào gắn sung điện vẫn đang âm thầm tận diệt cá tôm.